từng là một người vô thần, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Còn những chuyện tâm linh thần bí thì đều cho là mê tín. Thế nhưng sau khi trải qua một trận chết hụt, nguyên thần ly thể tiến vào thế giới bên kia, tự thân chứng kiến những cảnh tượng kinh tâm động phách dưới địa ngục. Toàn bộ thế giới quan của Brian Melvin đã thay đổi. Trong số những cảnh tượng ghê rợn nơi địa ngục, Brian đã gặp một nhân vật khét tiếng mà hầu như ai cũng biết. Đó chính là Adolf Hitler, trùm phát xít Đức. Nhìn thấy Hitler bị thiêu đốt trong địa ngục. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày khi Brian không may uống phải nước bị ô nhiễm, rồi mắc bệnh tả dẫn đến chết do mất nước. Brian kể, sau khi chết, tôi thấy mình vẫn còn sống và gầy hơn so với tôi bây giờ. Điều đó giống như một sự thức tỉnh và đi đến một cõi mới không thể tin được. Tất cả những gì tôi biết là tôi còn sống. Tôi thấy cơ thể mình nằm đó, rồi tôi đi xuyên qua trần nhà, vào khoảng không đen kịt, hướng về phía ánh sáng. Một lúc sau, tôi bị một lực lượng nhấc lên đưa đến một cánh cửa. Tôi đi vào cánh cửa đó và thấy mình đang ở một nơi có mùi rất kinh khủng. Tôi nghe thấy rất nhiều ngôn ngữ tục tiểu, ồn ào và rất nóng. Đó là một nơi khủng khiếp. Nó làm tôi nhớ mọi người từng nói về địa ngục và những thứ như ác quỷ, lửa thiêu. Tôi thấy những người mà tôi biết đã chết và họ chào mừng tôi đến. Họ đến gần tôi, vỗ vào lưng tôi và nói bạn vẫn chưa chết, bạn không thể ở đây. Sau đó một sinh vật cao khoảng 1,4 mét xấu xí, nhiều mắt khủng khiếp, hơi thở hôi thối đến và bảo tôi hãy đi theo nó. Sau đó tôi thấy mình đang ở trong một cái hố, giống như một cái hố sâu không đáy. Xung quanh là các khối lập phương hay phòng giam như trong Kinh Thánh nói. Ma quỷ đang tống mọi người vào các phòng giam. Nhìn vào những người bên trong phòng giam, tôi có thể lập tức thấy được cuộc đời quá khứ của họ. Sau đó tôi kết thúc ở một nơi có một số người tồi tệ nhất trong những người tồi tệ, đó là Adolf Hitler. Ông ta đang bị trừng phạt vì hành động của mình và phải chịu đựng tất cả những đau khổ mà ông ta đã gây ra cho hàng triệu người trong thời kỳ thảm sát Holocaust. Ông ta đang ở trong một lò lửa, giống như ở trại hủy diệt Auschwitz, nơi Đức Quốc xã thiêu thi thể của người Do Thái. Ông ta đã trải qua những gì mà mọi nạn nhân năm xưa đã trải qua, từ khi họ bị bắt, được đưa đến trại giam, từ việc cởi bỏ quần áo cho đến khi bị ngạt thở rồi bị hỏa thiêu. Tôi thấy ông ta đang bốc cháy trong đó, thịt ông ta bị thiêu rụi trong ngọn lửa, cháy hết rồi lại mọc trở lại. Ông ta cảm thấy đau đớn, tức giận dữ dội và thù hận. Có 6 triệu người Do Thái đã bị giết và những người khác. Khoảng 8-9 triệu người trong các trại tập trung đã chết, và giờ Hitler đã phải trải qua cảm giác của từng người trong số đó. Cụ thể thì khi còn sống, Hitler đã tiến hành cuộc thảm sát này như thế nào? Chúng ta sẽ điểm lại một chút. Tội ác của Hitler. Adolf Hitler nắm quyền thủ tướng nước Đức từ năm 1933 đến năm 1945. Dưới chế độ độc tài của mình, ông đã phát động Thế chiến II ở châu Âu. Xuyên suốt cuộc chiến, Hitler trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang quốc gia, đồng thời là nhân vật đóng vai trò trung tâm trong cuộc diệt chủng Holocaust, dẫn đến cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái và hàng triệu nạn nhân khác. Các thành phần nạn nhân khác bao gồm người Yigan, người Slav, tù binh chiến tranh Liên Xô, người Cộng sản, người đồng tính, nhân chứng Jehovah cùng những người khuyết tật về tinh thần và thể trạng. Tổng cộng có khoảng 11 triệu người bị sát hại. Sự khủng bố và diệt chủng được tiến hành theo từng giai đoạn, mà đỉnh cao nhất được gọi là giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái, một kế hoạch tận diệt người Do Thái ở châu Âu. Ban đầu, chính quyền Hitler cho thông qua các đạo luật nhằm lọc bỏ người Do Thái ra khỏi xã hội. Từ việc người Do Thái ở Đức bị loại khỏi một loạt các vị trí cấp cao thuộc đủ mọi lĩnh vực, từ hành chính công đến báo chí, phát thanh, nhà hát, phim ảnh và giảng dạy, thậm chí cả nông nghiệp. Cơ hội để họ tham gia các ngành nghề liên quan đến luật và y học cũng bị xóa bỏ từ từ. Bản hiệu không tiếp khách Do Thái có thể được nhìn thấy tại rất nhiều cửa hàng, khách sạn, quán bia và các khu vực công cộng khác. Với việc thông qua luật Nuremberg, những hành vi phân biệt đối xử này đã trở thành văn hóa được pháp luật thừa nhận. Thậm chí người Do Thái còn gặp khó khăn ngay cả khi mua thực phẩm, vì các cửa hàng tạp hóa
tiệm bánh và tiệm sữa đều không thừa nhận khách hàng Do Thái. Ngay cả các hiệu thuốc cũng từ chối bán thuốc cho họ. Tiếp sau đó, một mạng lưới các trại tập trung và trại hủy diệt được Đức Quốc xã dựng lên tại vùng lãnh thổ Ba Lan bị nước này chiếm đóng trong Thế chiến II, với tên chung là trại tập trung Auschwitz. Nơi đây là nơi giam giữ và hành quyết các tù nhân chính trị và những ai mà chế độ Hitler cho là loại người hạ đẳng, trong đó người Do Thái chiếm phần lớn. Hơn 3 triệu người Do Thái mất mạng trong các trại hành quyết này. Thi thể của họ bị đem vào các lò thiêu xác, có nơi còn dùng các giàn thiêu ngoài trời cho người chết được trải hoặc chôn. Ban đầu, Đức Quốc xã hành quyết dân Do Thái bằng cách bắn sâu chuỗi theo hàng dọc, sau đó chuyển sang dùng thuốc nổ, súng máy. Tuy nhiên, do dân Do Thái bị bắt vào trại tập trung ngày càng đông, nên những cách thức này không còn hiệu quả. Tháng 10 năm 1941, phát xít Đức đã nhốt những người Do Thái vào trong những chiếc xe tải lớn và dùng chính khí thải từ động cơ bơm vào làm cho họ bị ngạt đến chết. Một thời gian sau, phương pháp phòng hơi ngạt được áp dụng triệt để. Tất cả tù nhân được đưa đến bằng xe lửa, vào địa điểm tiếp nhận. Tại đây, tất cả áo quần và tư trang đều bị tước đoạt. Họ bị dồn thân thể trần truồng vào các phòng hơi ngạt. Trước đó, họ được bảo cho biết là bị đưa đi tắm hoặc tẩy trần rần cháy. Trên đường đi, có các bạn chỉ dẫn ghi rằng phòng tắm hoặc tắm hơi. Mỗi phòng có sức chứa từ 800 đến 1.200 người. Một khi phòng hơi ngạt đầy người, cửa phòng bị khóa chặt và những nhân viên Zyklonbi, một loại thuốc trừ sâu cyanua, được thả vào phòng qua những lỗ thông hơi trên tường, bắt đầu tỏa khí độc. Những người bị nhốt trong phòng sẽ chết trong vòng 20 phút. Chết nhanh hay chậm phụ thuộc vào vị trí người ấy đứng gần lỗ thông hơi hay không. Nhưng trung bình sẽ có khoảng 1/3 nạn nhân chết tức khắc. Từ bên ngoài có thể nghe tiếng la hét kêu gào của các nạn nhân. Họ đang cố tìm cách cứu mạng mình, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Khi dọn xác nạn nhân, các tù nhân từng là nha sĩ được giao nhiệm vụ dùng kềm thu hồi răng vàng trong miệng các xác chết và tóc của những xác phụ nữ đều bị cắt. Tại các trại tập trung, lính canh đều đánh đập và tra tấn tù nhân mỗi ngày. Phụ nữ bị buộc vào các nhà chứa phục vụ lính Đức Quốc xã. Tù binh Nga bị dùng làm vật thí nghiệm như bị nhúng vào nước đá hoặc bị nhốt trong phòng áp lực, rút hết không khí để xem họ có thể kéo dài sự sống bao lâu nhằm tìm ra cách bảo vệ phi công Đức. Cuộc thẩm sát được tiến hành mà không có ngoại lệ nào dành cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh. Thường thì nạn nhân bị tra tấn trước khi bị giết. Trẻ em được phân loại thành hai nhóm, đủ sức và không đủ sức làm việc. Trẻ em đủ sức khỏe bị xăm số tù nhân và mặc đồng phục. Chúng bị gửi đến làm việc tại các xưởng đạn, thường khó sống sót qua vài tuần do khối lượng công việc quá sức và thức ăn thiếu thốn, cũng như điều kiện vệ sinh tồi tệ trong trại. Trẻ không đủ sức làm việc, hầu hết là trẻ nhỏ, bị đưa vào phòng hơi ngạt. Có một số trẻ nhỏ, nhất là trẻ sinh đôi, bị giao cho các bác sĩ tử thần trong trại để sử dụng trong các thí nghiệm y khoa. Những thí nghiệm này vô cùng tàn ác, như nhốt tù nhân vào phòng áp suất, dùng họ để thử các loại dược phẩm khác nhau, bắt họ chịu rét cống đến chết, cũng như tiến hành một số tổn thương chết người khác trên người tù. Chẳng hạn như những cố gắng biến đổi màu mắt bằng cách tiêm hóa chất vào mắt trẻ em, dùng phẫu thuật để đoạn chi và những phương pháp mổ xẻ tàn bạo khác. Cuộc tàn sát của chính quyền Hitler được tiến hành có hệ thống trên toàn bộ lãnh thổ bị quốc xã chiếm đóng, bao gồm 35 quốc gia châu Âu có cộng đồng người Do Thái. Ngoài ra, có những nạn nhân còn bị đem đến các trại lao động, trại hành quyết tại một số nước khác. Với thành tích hằng sa số tội ác đối với hàng triệu người như trên, nếu quả thật Hitler phải xuống địa ngục để chịu đựng lại tất cả những gì mình đã làm, thì quả thật quá đáng sợ, không biết trả đến bao giờ mới hết. Những cảnh tượng trùng rợn khác. Trở lại câu chuyện của Brian, ngoài Hitler thì ở địa ngục, ông còn thấy nhiều người khác cũng đang chịu trừng phạt. Ông kể, tôi thấy một nhà thuyết giáo từ thời Phục Hưng, nhưng ông ta không hề được cứu độ. Ông ta đã lợi dụng vị trí của mình để tán tỉnh nhiều phụ nữ, và giờ ông ta vẫn đang ở đó để gặt những gì mình đã gieo. Tôi còn thấy một người phụ nữ qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Cô ấy đối xử rất tệ với những đứa con của mình. Cô là người thích kiểm soát người khác, vì muốn những đứa trẻ sau này sẽ trở thành bác sĩ, luật sư, chứ không phải một tài xế xe tải thấp kém. Cô đã đánh đập chúng bằng một chiếc lược. Mọi người nghĩ rằng cô rất tốt bụng, nhưng giờ cô đang phải trả giá cho tâm tính của mình. Tôi còn thấy một người đàn ông. Ông ta đã giết nhiều trẻ em, và giờ những người trong khối lập phương đang hành hạ anh ta. Trên bầu trời, một con quỷ lớn đến ăn thịt người đàn ông này.
Rồi một số con quỷ nhỏ khác đến và nói, thật không công bằng, chúng tôi chưa được xử lý anh ta. Thế là con quỷ lớn nôn anh ta ra, sau đó tất cả những con quỷ nhỏ khác nhảy bổ vào người anh ta. Người đàn ông chỉ biết bất lực chịu đựng. Tất cả những thứ người đàn ông làm khi còn sống đã được trả lại cho anh ta. Chúng tôi đi đến một khối lập phương khác. Người bên trong khi còn sống là một thuyền trưởng. Anh ta đã đánh đập những người khác khi ở trên tàu, và bây giờ những con quỷ đang đánh anh ta. Trở về thay đổi tâm thái. Sau khi tỉnh lại, Brian mới biết hàng xóm đã phát hiện ra ông bất tỉnh và đưa đến bệnh viện. Ông cũng không biết mình đã ở trong bệnh viện bao lâu. Sau trải nghiệm kinh hoàng ấy, Brian chia sẻ, tôi không bao giờ muốn xuống địa ngục một lần nữa, nên luôn cố gắng làm việc tốt và giữ mình để được cứu rỗi. Thế nhưng một thời gian sau, ông vẫn gặp ác mộng. Những ký ức đó vẫn không ngừng quay lại ám ảnh ông. May mắn là một ngày, Brian đã được ban cho một chuyến tham quan thiên đường để bình tâm lại sau trải nghiệm kinh khủng ở địa ngục. Ông đã được thấy những cảnh tượng trên trời và nơi mà ông gọi là cánh đồng đoàn tụ. Đó là nơi những người thân yêu sẽ được đoàn tụ cùng nhau, không còn những giọt nước mắt, chỉ có tình yêu thương và phép màu. Sau này, Brian đã viết lại trải nghiệm của mình qua cuốn sách A Land and Now, Hell's Dominion để chia sẻ với mọi người. Những trải nghiệm của Brian Melvin thật ly kỳ và khó tin. Thế nhưng trên thế giới có rất nhiều trường hợp cũng giống như ông. Trong trải nghiệm cận tử linh hồn rời khỏi thể xác, đi đến thiên đàng hay địa ngục và chứng kiến cảnh tượng nơi đó. Điều này khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ về việc tồn tại những không gian khác, trong đó có cả thiên đàng và địa ngục như các tôn giáo từng giảng.